Ok, chào anh em nha. Chào mừng em quay trở lại với Leo World Robot. Và ngày hôm nay thì mình có một kèo solo, nhưng mà không phải là solo với bạn nào khác, mà là solo với cánh tay phải của mình. Lộn, nghe tới đây thì nó hơi cấn cấn. Nhưng mà đúng thiệt là ngày hôm nay thì King muốn thử nghiệm là giữa Black Widow và Luchador thì con nào sẽ là mạnh hơn. Vì thế cho nên ngày hôm nay mình dựng luôn đó là một cái kèo solo giữa Luchador và Black Widow ha. Về con Black Widow của mình á thì là cấp độ đại tướng thôi, nhưng mà tất cả những cái kỹ năng đều đã cộng vào hết, đó chính là ổn hết rồi, tức là bao nhiêu đây là nó có thể gọi là ổn với một con ta lái của Black Widow. Để coi nhận được từ khi tăng lên, bây giờ nếu như mình tăng tốc cũng không đủ, anh em mình cũng không có đủ để mà tăng tốc, cho nên là tất cả những cái kỹ năng này thì nó cũng có thể gọi là mở hết rồi, nó chỉ cũng có thể gọi là ngang ngửa một con Luchador full đồ, nhưng mà mình cũng không biết là cái sự tự tin nó có quá đáng hay không. Tại vì cái thưởng độ bền tối đa từ sát thương nhận được lên khiên thì cái độ bền khiên này tăng thêm nó cũng chả có mang lại hiệu ứng gì quá nhiều. Chủ yếu là bây giờ thì muốn thử xem là cái đợt mà RA bị nép á thì Luchador với Black Widow thì bây giờ con nào nó sẽ mạnh hơn ha. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng súng lửa và sau đó mình sẽ kiểm tra đó là cái con ta lái, cái con Luchador của ông King thì nó sẽ là như thế nào. Mình kiểm tra cái đã. Đây rồi, một con Luchador cầm bong bóng nha anh em, cấp độ đó là đại tá, và module thì hai cái RA, một cái onslaught và một cái đó là vừa tăng đam vừa tăng độ bền. Cái này tức là con Luchador này sẽ lên nó tầm 1,4 triệu máu, có thể gọi là như vậy. Và nếu như mình sử dụng đó là hai module tăng đam thì không biết là lượng sát thương mình có thể được bù vào khi mà mình solo với con Luchador đó hay không, thì mình cũng không biết là như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta phải thử mới biết được anh em ạ. Một con Black Widow full đồ và một con Luchador full đồ thì nó solo với nhau nó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà trước hết thì mình phải vào cái chuyên mục đó review trước. Đầu tiên á thì là sẽ là solo, và sau đó thì chúng ta sẽ đi đi clan luôn, đi clan luôn, và nếu như mà hai người đi thì nó cũng tạm tạm, để thử coi là Luchador Black Widow song hành thì nó sẽ ổn hơn không ha. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ có đó là hai bạn tham gia trước khi chúng ta đi vào đó là nguyên cái chuyên mục review một cách rất là khủng khiếp anh em ơi. Tại vì sau cái đợt like ngày hôm qua thì số bạn mà gửi game like gửi ID cho mình để review á, nó tăng lên cái con số đó là tổng cộng là 50 người rồi, rất là đông, cho nên là mình cũng phải tranh thủ làm. Bây giờ thì đây chính là hai bạn cuối cùng mà gửi ID cho mình trong cái đợt trước á. Nếu như mà bạn nào còn chưa chưa được review thì bạn nhắn tin lại cho mình nha, tại vì nhiều khi là tin nhắn nó bị trôi. Ok, đây chính là bạn đầu tiên nha anh em. Bạn này thì là gió, đặt tên nó là gió 3456. Một cái xưởng này thì xem nào, giờ là xưởng một. Xưởng một khi nhìn vào thì anh em sẽ nhìn thấy là một con Phantom sử dụng đó là Kurgo và Lapris, thì cái bộ này là bộ đạn nổ, nó cũng ok rồi, anh em có thể chơi ổn nha. Nhưng mà con ta lái này phải ta lái của Phantom không ta, mình coi lại coi. Đúng rồi, khả năng của Phantom kéo dài 25%. Rồi vậy là đúng cả robot, đúng ta lái ha. Vũ khí thì mình thấy nó cũng ổn, chơi tầm gần anh em cũng được rồi. Module thì nó thiếu và thiếu ron nữa, trong cấp độ 29 thì chúng ta cũng không đòi hỏi quá nhiều, nhưng mà nghĩa là bạn nên sắm ron cho nó rồi này kia. Nhìn như thế này cũng giống một phần là giống cài lắm, nhưng mà có mấy module vàng như thế này mình nghĩ là cũng không giống cài đâu ha. Tiếp theo Lin DK và Subdua này tầm 600m thì ổn, có một khẩu Subdua là mình thấy đam nó ổn rồi. Tại bây giờ mà cái meta mà Titan nó bị nép rồi ha, anh em cầm theo súng rút thì nó lại rất là ngon lành, nó rất là hợp lý. Tại vì bây giờ súng rút nó trị rất là nhiều con Titan tăng cơ này, mà làm cho nó không hồi máu được, rất là khó chịu. Vì thế con Lin này là một trong những lựa chọn mà anh em có thể vác trên mình, đó là Subdua kèm theo một loại súng bình thường khác thì nó sẽ ổn hơn. Ta lái là con khét nha, thì con khét cũng được, không có Levi thì anh em lắp khét thôi, tại vì bây giờ thì cũng không có quá nhiều ta lái nó có thể tương thích được với con Lin này đâu. Skyros sử dụng Scepter, Bryson, Linter ha. Bộ này nó cũng bắn thì nó cũng tạm tạm gọi là đam tầm gần được nha anh em. Đam thì nó làm chậm được này kia, nhưng mà tốc độ bắn nó khá là chậm. Với một con Kaidot yêu cầu đó là lối chơi sát thủ phải đánh nhanh rút gọn thì bộ súng này nó lại không hợp lắm, mình thấy nó lại không hợp lắm. Bộ loa thì nó nhanh hơn. Cái bộ này hình như là nó bắn chậm hơn loa, vì thế cho nên là mình cũng thấy nó không hợp. Nhưng mà thôi kệ đi, tại vì cái bộ này thì nó cũng ngang ngửa với đó là Hammer và Med. Tại vì bộ Hammer và Med thì nó yêu cầu nó gây hiệu ứng đạn nổ cũng được, cho nên bộ này thì nó không có gây hiệu ứng, nó chỉ gây hiệu ứng làm chậm thôi, chủ yếu là nó lấy đam ha. Cũng được đi, bạn lắp như thế này, tại con Kaidot này có full bộ cũng ổn rồi, có con thê sết luôn ha. Rồi nâng cấp lên, trong ba con này thì ta lái nó đều đúng hết rồi, và bộ vũ khí thì mình thấy cũng ổn, nâng cấp lên là đẹp rồi. Wario Typhon sử dụng là ba cây havoc, một cây dao.
thì cái dao này chắc chắn là lắp vào nó cũng không có nhiều lợi thế, nhưng mà được cái là nó cũng gây đó là hiệu ứng giảm hồi máu nha anh em, hiệu ứng là không hồi máu được với khẩu dao này này, mà nó cũng mang lại không quá là nhiều hiệu quả khi mà anh em chơi như thế này. Mà thôi, tại vì có ba khẩu havoc gánh lại đam thì nó cũng ổn, nhưng mà trong thời gian tới mình nghĩ là bạn đổi luôn thành khẩu havoc nữa đi cho nó ổn ha, chơi tầm gần luôn đi. Hemadan sử dụng đó là hai cây mù một cây vara, thì hai cây mù một cây vara là mình thấy cũng tạm tạm, ở bậc ra nó là chuyên gia ba anh em có thể bắn được. Một cây retalator này là lắp vào để bù đam thôi chứ mà cũng không có súng đâu. Với lại con Hemdan này thì đây là một Titan bậc T4, nhưng mà mình thấy thì sức mạnh của nó cũng không quá lớn và nó không thể nào đối đầu được mấy con Titan tầm cao hơn. Phải nói là nó không thể nào đối đầu những con Titan mà bậc T4 ngang ngửa, tại vì những con T4 thường á nó mạnh hơn con này nhiều. Thế cho nên là cũng không ngon lắm, nhưng với bộ súng này thì được, mình chả lấy chỉ mỗi khẩu vai ra thôi, còn lại hai khẩu này thì hai khẩu mùi nó cũng không ngon lắm ha, cho nên là cần phải thay đổi đấy. Hỏa lực thì nó cũng không phải nằm trong hàng đó là hỏa lực cao, nên là có điều kiện mà đổi luôn Titan ha. Ok, cảm ơn gió 3 4 5 6 tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo, bạn thứ hai và cũng là bạn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ vào cái trận solo. Mình cũng không có rảnh nhiều để solo anh em, mà lâu lâu thì có dịp mình cũng muốn thử sức mạnh, tại vì mấy bữa nay cũng đang rảnh, cho nên vào test thử gây bé quê với Luchador thì con nào là mạnh hơn, tại vì chơi đứng đầu chuỗi thức ăn bây giờ nó chính là con Enfeo rồi, hai con này gần như không thể đối đầu lại được. Scorpion, Havok, Scatter, ok combo chuẩn ha, ta lấy đúng rồi. Con Ron này thì mình thấy cũng chơi với bộ loa thì không hợp lắm, nhưng mà thôi kệ đi, con này thì lắp vào anh em lấy cái hiệu ứng của nó cũng ổn. Skyros sử dụng nó là Mad Hammer và Cut Go, ok combo này chuẩn của nó rồi ha, bạn có ta lái thê sết luôn rồi, nâng cấp lên, nhưng mà cần phải bổ sung thêm module, tại vì cái xưởng này nhìn thì nó cũng chưa có nhiều module lắm đó. Con Ron này thì cũng không ngon, cần phải thay đổi luôn ha. Ăn G sử dụng đó là Cloud này, Ramula và Talon. Cái khẩu Ramula này thì bạn nên đổi nha, tại vì một mình nó thì đam nó không có nhiều, thậm chí bây giờ MK3 mình thấy nó bắn cũng không đau đó, nhất là súng đạn đuổi mà hạng nhẹ. Bây giờ mình nghĩ á, súng đạn đuổi thì mình nghĩ anh em chỉ nên chơi ở mức đó là hạng trung và hạng nặng thôi, chứ mà hạng nhẹ bây giờ nó bắn không ăn thua. Đấy, được cái lao và talon thì anh em có thể bắn hiệu ứng không hồi máu được cũng ổn. Cái con ta lái này nó sẽ đi chung được với lao và talon này mà, tại vì gây sát thương à, không, hình như là không phải, tại vì lao và talon là gây sát thương thì rỉ sét, đúng rồi, sát thương rỉ sét thì chắc chắn là phải sát thương theo thời gian rồi đúng không, là cắm hồi máu. Nhưng mình cũng không biết là tương tác giữa con ta lái này với lại hai khẩu súng này nó như thế nào nữa, mình cũng chưa thử để coi. Happy, Scorcher, Incinerator, ok combo chuẩn rồi ha, bạn có thể nâng cấp lên và chơi, nhưng mà ở đây yêu cầu đó là một con gian ly. Nếu như mà anh em chơi bạn bộ đạn nổ với con Happy á, thì anh em phải có là gian ly ha, gian ly là anh em xuyên khiên được, anh em bắn xuyên qua với lại gây hiệu ứng nổ được. Bayulin sử dụng combo đó là đề cai, được combo đề cai thì anh em đứng tầm xa anh em tỉa tỉa đâu này kia cũng được, nhưng mà yêu cầu của nó là anh em bắn nó phải kỹ ha, tại vì tầm 600m mà anh em lộ à, không, cũng không phải gọi là dễ lộ hình đâu, nhưng mà cái tầm mà con Lin mà không có tay lái á, giống như con Lin này này thì nhìn nó cũng không không được lực lắm anh em ạ, tại vì thường là con Lin mà nó phụ thuộc vào tay lái cũng là một phần khá là lớn, nếu như anh em không có tay lái thì cũng hơi nguy hiểm. Với lại cầm bộ đề cai thì bắn nó cũng khá là khó chính xác á, với lại cái lối chơi của con Lin này vũ khí tích hợp của nó chỉ có 350m thôi, nên là nếu như mà anh em bắn nó gần hết máu thì anh em cũng không kích hoạt vũ khí tích hợp trong tầm của đề cai được, cho nên là bộ này chỉ mang hiệu ứng đó là chơi tầm xa là ổn thôi, chứ mà đổi thì mình nghĩ là nó đổi thành Redeemer nó ổn hơn ha. Ok, không có thì bạn lắp ở tạm thôi, lắp tạm về chơi cũng được rồi. Vai Hulu Shadow sử dụng đó là Vyra, Grom và Swan. Được này, mà có Lui Shadow có Giang Ly là ổn rồi ha. Vyra và Swan với Grom á, thì nói chung đó là hiệu ứng đạn thục, súng thục, súng shotgun thì nó cũng ok, gây hiệu ứng phòng thủ xíu cũng mạnh. Nhưng mà Grom với Swan đi hai khẩu á, mà nó thuộc bậc T3 mình nhìn thấy tổng quan nó cũng không đẹp lắm ha. Về hiệu ứng chung á, hiệu ứng là thục thì nó mạnh thật, nhưng mà về cái tổng quan nhìn không đẹp, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì ít nhất thì bạn cũng có đủ bộ đó là súng shotgun thì cũng ok rồi đó. Module thì thiếu ha, module chỉ có một cái on slow thôi, cũng chưa có bổ sung thêm sức mạnh quá nhiều, cần phải thêm nữa. Ok cho anh em đó, thì đây các bạn KG RX2 X2 ừ. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Rồi tiếp theo để mình liên hệ với cha nội đó, ra chả có rảnh không, chả vào đây.
Hiện tại thì Việt Nam 888 đã rời clan rồi nha anh em, mình cũng không biết là chả đi đâu nữa rồi, chắc là ẩn ẩn danh giang hồ luôn rồi. Vô nè, để anh em đợi tí mình nhắn ổng cái có vô hay không là còn chưa biết nữa. Hiện tại thì cũng không có nhiều người on đâu anh em ơi. Tầm này thì tại mình thường nhắn ổng là tầm 6 giờ. 6 giờ nhưng mà thường là mình làm video sớm hơn á, lịch mình nó không có ổn định. Từ ha, em đợi tí để mình nhắn ổng cái coi nó như thế nào đã. Ok, nếu như mà trong thời gian chờ đợi không thấy thì mình sẽ chơi tầm vài trận với cái bộ súng hiện tại bây giờ. Coi có vô không? Ừ ha. Thì nếu như mà ừ, ổng đang nhắn mình rồi anh em à, chuẩn bị vào rồi đó. Em chờ tí ha. Gọi Titan nhanh. Mình cũng chưa có thử cái kiểu là chơi solo Titan em ạ, tức là phải gọi bot mà gọi Titan nhanh á, tức là phải gọi bot mà gọi Titan nhanh thì nó mới ok được, tức là rail anh em của mình nó phải hoạt động rồi. Càng nhanh gọi Titan càng nhanh càng tốt. Ok, nhắn nó rồi, nhắn ổng rồi á. Để ngày hôm nay mình thử nghiệm luôn cái bộ ừ cũng được, thay nhau chiếm cột thì cũng được, nhưng mà nạp Titan thì nó cũng hơi đuối anh em ạ. Để mình chỉnh coi, bắt đầu ngẫu nhiên tấn công cột mốc chiếm cứ. Ừ, tấn công cột mốc cũng được. Map map nào cho nó ngắn ngắn. Shenzhen nè, Factory nè, Mon Dead City, Kayon, Kari, Rome, Castle, Powerland. Ok, mình sẽ chọn nó là map Shenzhen ha. Shenzhen thì chơi solo nó ổn hơn. Upbeat hả? Upbeat là map gì? À rồi, ok. Vô chưa mà anh? Tôi mời ông rồi đó. Ok, vô bạn ơi, đợi chờ nữa, có bạn ở đây rồi chúng ta. Thử nha, nó gọi Titan thôi, nói chung là vào trận thì chúng ta nhường nhau một tí về cái mặt đó là gọi Titan. Rồi ok, vào thôi. Được rồi, nếu như thay phiên nhau chiếm cột thì mình sẽ gọi đó là Curie chạy nhanh nhất trong xưởng này ha. Nếu may ra thì chúng ta có cơ hội để mà gọi Titan sớm. Bắt đầu. Đáng lý ra mình nên gọi đó là Lin anh em ạ. Nhưng mà thôi, gọi Curie cũng tạm tạm, cũng được, mình chạy chiếm cột cũng nhanh. Nhưng mà cái đà này thì gọi Titan nó chậm lắm, chắc cũng tầm là phút thứ 6 lận á. Thứ 6 hoặc phút thứ 7 gì đó. Coi coi có nhanh hơn được không? Đáng lẽ mình nên gọi Loki vào đây anh em ơi. Cà rốt hả? Ừ, ít nhất thì cà rốt nó cũng chống được cái lượng sát thương từ con Curie này, cũng ổn thôi. Này thì chiếm cột làm sao mà gọi Titan sớm được đây ta? Tại vì ít nhất là mình cần một trận solo, phải càng lâu càng tốt ha. Nhưng mà thôi đi, tại Lucia đo bong bóng thì nó cũng ổn rồi, được tầm 30% 40% rồi, thêm cây cột này nó chắc là cũng 50. Giờ này mấy cây cột nó chiếm cũng lâu lắm anh em ơi, đà này cũng hơi khó đó. Rồi được 60% rồi, cỡ 60 rồi đó, cũng khá là nhanh. Xem ra là chiếm cột quá thì nó sẽ nhanh hơn là chúng ta bắn nhiều quá, bắn nhiều nó cũng chả chắc ăn đâu.
giờ chơi chiếm cột như thế này một tí là phải giải phóng cột nha, chứ không solo một hồi là nếu mà không phân thắng bại thì một hồi là game nó tự động nó dẫn tới thua luôn à. Đà này cũng không ăn được đâu, khó lắm. Ok, chắc là xong cây cột này đó là lụm rồi anh em ơi. Đà này cũng không có đợi lâu hơn được. Đầy chưa mà anh? Tôi nghĩ là xong cây cột đó là ông đầy rồi đó, tôi cũng đầy rồi đó. Ok. Xong chưa? Để mình rời ra cho ông gọi Titan xuống rồi. Ông giành ba cây cột đỏ là tôi solo một hồi là tôi mất trụ đó cha. Tôi mất trụ là tôi thua đó cha. Vô đây bạn ơi. Đây chúng ta hỏi thăm nhau tí rồi, lâu rồi chúng ta không hỏi thăm nhau bằng những lạc đạn bằng gì nữa đây mà anh. Rồi đó, điều chỉnh thời gian nó y chang rồi đó, ông muốn gì nữa đây? Sao? Vô. Kỳ à, đứng à, đứng à. Sao à? Bắt đầu hả? Nhảy ra sau lưng đúng không? Không có nhảy ra sau lưng. Đà này không nạp được rồi a là đảm bảo bạn gãy với tôi liền á. Biết sao? Biết là có đầy rồi ai không ha. Rồi xem ra là một con lô này không thể nào thắng nổi mình rồi, mặc dù là đã đầy RA rồi đấy. Để coi nào bạn ơi. Nóng rồi đó. Súng mình bị nóng anh em ơi. Tầm này thì sao? Rồi hai con đầy RA hết rồi. Để coi nào. Xông vào bắn nhau thử coi. Khó, kèo này thì mình hơi khó để chơi lại lu anh em ạ. À. Con lu này nó có rất là nhiều khiên. Khiên như thế này thì mình chơi hơi khó đấy. Rồi nó bật thêm cái khiên nữa. Mình hết cái khiên này là mình đi nè. Tại vì RA nó không giúp mình được thêm pha nào nữa cả. Pha này là chết chắc rồi. Ok. Coi như là tầm bao nhiêu đây thì nó cũng cỡ đấy thôi chứ cũng chả có gì nữa rồi. Không nguyên nổi. Nhưng mà mình có một ý tưởng đó là một con Titan khác anh em ơi. Mình có một con Titan khác ấy. Ui, trời ơi căng. Khó lắm, đà này khó chơi ổng lắm. Đầy mô đun này. Nó miễn phòng thủ xíu á, kiểu này hơi khó chơi. Ok đây mà con lưu nó vẫn giữ được đó, chính là cái vị thế một con lưu mạnh nhất chính là một con lưu hết máu á, nó vẫn còn rất là mạnh khi mà nó hết máu nha. Đà đó thì con bé quê mình quýnh nó cũng chả ăn được bao nhiêu cả. Thôi được rồi, chúng ta ra chơi kiểu kia thôi, chơi ở đây nó không ăn, ra đi tìm nào, để tôi nhắn ổng anh em ơi. Rồi anh em có thể tham khảo về cái vấn đề đó là bé quê và luchador nha, nói chung là một con luchador full đồ thì nó cũng chưa ngán bé quê đâu. Mình đã kích hoạt hết toàn bộ khả năng luôn rồi nha, tức là không tính luôn cái vụ đó là núp vào địa hình đó, tại vì chơi solo không chơi núp luôn, chơi kiểu này luôn thử cỡ nào mới quên nổi. Nhường đâu nhường, tôi chơi là phải gọi là hết sức luôn rồi đó, nhường đâu mà nhường. Ok nè, hiện tại bạn thì cũng khó quá trời luôn này, cũng có rất là nhiều bạn luôn rồi, mình cũng giờ này đi á thì thường cũng không có ai chơi đâu. Cha nội này mới vô clan hả? Ôi, căng vậy, xưởng này mạnh vậy. Không vô hả? Không chơi hả? Ok. Được rồi, lâu lâu thì đi càng quét hai thằng được rồi. Càng quét hai thằng chơi này kia đâu chứ biết sao giờ chơi gì lại.
Bây giờ chỉ có nói là NFL thì mới là chắc kèo ăn được lu thôi anh em ạ, chứ mà Betway thì hơi khó. Betway thì hơi khó ăn được lu ha. Chung là con Betway mình pha nãy là cũng gần ăn được nhưng mà căng. Thanh niên này nhiều tiền hơn cả mình nữa anh em ơi. Trung tầm này thì full đồ MK3 nha, tại mình lười nâng á, mình lười nâng MK3 á, tại vì nâng mấy con meta thì nó cũng hơi tiếc. Mình thà mình nâng mấy con mà cùi cùi á, làm đồ huyền thoại chơi anh em ạ, làm mấy cái video huyền thoại chơi đồ. Ok, bắt đầu thôi. Hai thằng là đủ rồi. Hôm nay đi tầm hai trận là ok. Chung thì có một người từ từ đi, đi hai thằng trước đi tính sao. Giờ trong clan thì cũng ít ai mạnh lắm anh em ơi. Từ ha để mình nhắn coi có ai rảnh thì vào. Có một ông Việt Nam này, pilot pro luôn. Hơi khó nha, gặp người quen không à, game này người quen nhiều lắm. Thôi tôi nhìn ơi, thằng bên kia nó cũng không hề tầm thường đâu nha, thằng đó nó hơi bị mạnh luôn á, cái thằng Trung Quốc đó, nguyên cái hình như là hai thằng clan Trung Quốc luôn kìa. Hơi khó nha, hơi khó nha, hình như không phải chỉ có hai thằng đâu, đông lắm nha, ba bốn thằng lận. Dê điện luôn ta, đợi bộ tính gọi Titan sớm hay gì? Chắc là vậy á, nó tính gọi Titan sớm anh em. Dạ. Nó tính gọi Titan sớm trong cái pha đó đó. Dạ, khó chịu cho ta. Khó chịu cho ta. Khả năng cao là Enfail hay là cái gì đó. Ủa? Chắc là có Enfail rồi đó. Mình chưa gọi được con Titan nào luôn á, tại vì yếu quá. Bây giờ thì vẫn chưa chơi được, vẫn chưa có cái dấu hiệu gì là gọi Titan được. Mình nẹt bao nhiêu đó rồi mà vẫn chưa gọi được luôn á. Khi cũng có một con ăn gờ sử dụng đó là súng rốt nha anh em, bắn nó không hồi máu được, bắn thằng Curry đó không hồi máu được. Vô nẹt vô cái đầu nó đi, không chết luôn kìa, câu vãi cả trưởng. Hai con Curry luôn. Đúng là đồ VIP có khác ha. Mày. Cầm nó cầm Zotone luôn nha, hơi nguy hiểm. Reset bắn lén. Bắn lén bắn lén ui sợi càng đấy biết là ông kia cũng có lưu chưa ta, có lưu thì gọi ra hỗ trợ tôi tí nào, tôi tiêu rồi đó. Ok, đây là chiếm cứ nha, cho nên là nó không có gọi bot xuống đó được. Hèn gì thử đợi nãy giờ mà chả không có con robot nào xuống hỗ trợ tôi được hết. Kiểu này nó gọi con bé quia ra là chơi hơi khó. Ý. Nó gọi Enfail ra thì chúng ta chơi hơi khó nha. Cẩn thận. Đúng rồi, Enfail đang đuổi nha. Khá là căng. Về súng lửa luôn kìa. Để ta coi súng lửa mày mạnh hay là tao mạnh. Đó. Coi súng lửa mày mạnh hay là tao mạnh. Khả năng là gọi con bé quê ra báo thù tôi nha. Khó khó. Ý à.
Gọi anh Phèo ra báo thù tôi á. Căng vậy, sung vậy, hai con SQL luôn anh em ơi. Rồi xem ra là Pilot Pro đang định lên để mà tăng cơ, nhưng mà chắc chắn là không tăng nổi rồi, tại vì hai con Enfeo lận thì làm sao mà chả có thể tăng nổi chứ. Từ Khiên ơi, từ từ bình tĩnh bình tĩnh, tôi lên sau ông đây, tôi đi theo ông đây, từ ông cứ từ từ. Không chết luôn kìa. Bây giờ mình lên đây là khả năng cao là mình sẽ bay màu ở ngay tại chỗ này luôn á, tại vì nguy hiểm lắm. Quê nó bắn tôi mà, để làm mù nó trước đã. Nó không bị mù. Trời ơi, hai con luôn. Ông Khiên chắc là bay màu quá. Còn phải không? Còn phải không? Hy vọng là ông có thể đỡ nổi nha, chứ tôi là tôi đỡ hết nổi rồi đó. Tôi tiêu rồi đó. Một con lu nó bay thẳng vào đây luôn. Happy Man ơi, mình cũng mất tiêu đó là con Curry rồi, cho nên là khả năng mình làm giảm hồi máu của mấy con Titan này cũng hơi khó. Ok, được rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng đầy module rồi. Lên luôn bạn, tôi hỗ trợ phía sau bạn đây. Tâm, được không? Bạn có thể xem ra bạn không cân nổi hai thằng đó đâu. Để tôi hỗ trợ ông một tí. Với Commander nào. Trời, nó lại bay nữa rồi. Từ bạn ơi, để tôi thiêu rụi nó nào. Một kỹ năng điều khiển Inra cũng hơi bị ghê nha. Liệu bạn có giết nổi con Bét Quê đây, con Enfeo đó không? Ok, được rồi, tôi ghi nhận công sức của bạn. Không kịp, không kịp bật Khiên, nó bắn cục cao phết. Hai thằng này đúng là ác mộng. Trong khi đó mấy thằng đồng đội thì vẫn đứng ở nhà là thế nào nhờ. Hay vậy. Tụi mày chơi như thế thì làm sao mà chịu nổi. Mình thêm một ít đạn vào con Enfeo đó rồi anh em ạ, hy vọng là team nó có thể đỡ nổi. Được rồi, cũng ổn cũng ổn cũng ổn. Ôi nó bắn tôi kìa. Ui đây. Ây da, ây da, da nấp vô nấp vô nấp vô. Ây da, nhưng mà game win rồi anh em ạ, hai thằng đó đỡ không nổi đâu. Ok, được rồi đó, lắm rồi đó. Đúng là mấy thằng Trung Quốc. Nó vẫn cứ lắc như thế này thôi, nó vẫn cứ tìm trận lâu như thế này, tới giờ tối là nó vậy á. Tôi chấp nhận cái kịch bản này mà. Trời đất ơi, lẹ dùm cái đi. Đã mệt mỏi rồi. Ôi à. Ừ. Mày lẹ dùm tao cái đi. Tao mệt quá. Ok, nhận thêm được cái này luôn hả? Xu quá trời xu luôn. Ok đó bạn, thêm tầm hai trận nữa đây là chúng ta nghĩ là đẹp rồi. Đó, mình bị văng khỏi cái trung đội luôn á. Tổ cha đó thiệt. Hình như là nó không có tính
Hiện tại thì clan cũng không có ai chơi đâu. Bây giờ mời vào nhiều khi là gặp mấy ổng, gặp mấy thằng mạnh bên kia sợ là sắp mặt cả chứ. Ừ, được thành viên mới vào. Phó ban thì không vào. Mời ông vô đi chi luôn đi, biết đâu ông vô được. Hên xui. Ê, có Huỳnh Châu nữa nè, Huỳnh Châu vào luôn. Huỳnh Châu à, vào luôn. Ờ, một trong những thành viên rất là kỳ cựu của clan này đó chính là Huỳnh Châu chúng ta. Ok, ba bốn người rồi, lụm ham thơm hả thầy ông nội. Phó ban nè, để mình coi ra ông thơm Enzeri này có mạnh không. Ok, cũng mạnh phết, được vô luôn bạn. Đúng rồi đó, rồi ok 5 người ha. Rồi thầy ông nội. Bây giờ mời vô đủ 6 người là nhiều khi là thành nguyên cái đội hình đi clan luôn á. À, được rồi, nếu không đủ thì thôi, chúng ta đi tầm 5 người được rồi, sợ gặp mấy thằng Trung Quốc nãy nữa. Hai con Enfer nó vả cho view mồm hết. Rồi không giờ thôi. Kệ, càng đông càng vui có gì đâu, trận đầu thì tôi với ông càng được rồi, đâu có lo cái gì đâu mà. Đâu có gì phải lo. Ừ. Chơi thôi. Cứ mỗi lần ra tìa ra mà coi lại cái phần thông tin thì mình lại bị lắc này, mà mình bị lại bị văng á. Nó hơi lâu. Đó, lâu như thế này chắc là nó tìm cho mình cái clan mạnh rồi đó. Rất là thú vị. Kết đồng đội nhanh hả? Ok, nếu như được thì chúng ta đi khảo sát địa hình một tí. Cái thằng Demoder này nó khá là mạnh anh em ạ. Mình đã từng gặp nó rồi ấy. Đồ hơi bị VIP luôn. Khá là khó chơi đây. Khi ngơi từ từ bạn ơi, để tôi đi thăm dò cái map này cái đã. Không đừng có gấp. À rồi, có một con reset. Để mình đi khảo sát địa hình một tí. Còn nó còn gì ta? Sen lâu đúng không? Khả năng cao là nó đang chờ mình đó. Mình tới thì nó cũng tới, đúng rồi đó. Nhưng mà tôi không biết là bạn có mạnh hơn ai hay không nha. Đó, giỡn, mày giỡn. Từ từ bay, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Một con nữa kìa. Từ bạn ơi, từ từ từ. Thôi nó cũng về luôn rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì gấp hết. Nó kìa, nó kìa. Rồi. Không có ai có khả năng giết nó hay sao vậy? Thiệt luôn. Khó vậy. Ừ, giết được nó rồi. Ok đây, đây đây nó đây, nó đây, nó đây. Ai da, ai da. Tổ chà nó thiệt chứ. Khó vậy. Không, tôi nói rồi mà mấy thằng này không thể xem thường được đâu. Mấy anh em chơi hổ báo quá là chết đấy. Ẩu ấy. Mấy ông chơi như vậy là ẩu đấy. Không được đâu, cứ bình tĩnh thôi. Ok được rồi đó. Bắt con sen lâu đó lại được không? Mình xử lý cái thằng trên này nè, cái thằng bắn tỉa trên này. Hello Hurricane, hello. Đứng luôn hả? Không thèm bắn luôn hả? Vậy thì đi thôi. Đây đây nó đây, nó đây anh em ơi. Tôi bọc sau đó rồi đây. Em có thể tấn công nó được không? Thằng Butcher này nữa. Hơi căng nha, từ từ. Chung là clan tôi thì tôi luôn tin tưởng nha. Đây 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 đây. Tôi tăng hết rồi, anh em có ai lên đây hỗ trợ tôi không? Trời đất ơi, coi nó mạnh kìa. Rồi. Không qua được Titan được. Tính ra là mình là người chơi hổ báo nhất luôn rồi đó. Đây mà, bên kia toàn đối thủ mạnh không à, không thể xem thường được nha. Chúng ta chơi không thể xem thường được nha, nguy hiểm lắm. Tìm chỉ có một thằng báo thôi.
chính là một thằng ngoài clan. Trời đất ơi, có nó kìa, nó mạnh vãi cả trưởng ra luôn ấy. Không bể được cái khiên đó luôn mà. Tôi bắn giảm hồi máu nó rồi đó, ông nẹt vô cái đầu nó đi bạn. Đúng rồi, nẹt vô cái đầu nó bạn. Đúng rồi. Tôi nha, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, tôi thả tháp pháo cho, lùi lại. Thả tháp pháo cho ông khỏi lo. Khỏi lo vấn đề đó. Con em đang có súng trà sữa nha. Rất khó. À, thằng này nó chơi khó chịu vãi chưởng ra anh em ạ. À. Giết nó, giết nó, giết nó, khẩn trương, đừng để nó giết. Đúng rồi. Chính hiệu ứng rốt là mày tới con vậy mày. Nẹt chưa bắt đầu đó anh em ơi. Khiên cũng trâu quá hả? Kề này gọi Titan chắc rồi đó, mình phải giữ lại con Kuri này. Tại sao? Tại vì để nó gọi con Titan ra thì tôi bắn. Đấy, biết ngay mà. Bắn cho nó không hồi máu được. Đó, anh em bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Đúng rồi đó, mình dí nó tới luôn, mình bắn không hồi máu được luôn. Đúng rồi đó, phải giữ cái đầu lạnh một tí cho không hồi máu được. Phải như thế, đúng rồi, mất nửa cây rồi ha. Kề này mày xong rồi. Bên tao còn chưa gọi Titan nữa là mày tới số mày rồi. Một mình nó không thể nào gánh nổi cái trận này, đảm bảo luôn. Một đàn liên như thế này bắn dễ gì mà trúng được. Cái này mày chết chắc rồi. Dí nó này mày, dí tới cùng luôn, đừng để nó sống sót. Đó, đó rồi, xong. Mặc dù là đầu trận cũng có gọi là chống cự đấy, nhưng mà không đáng kể. Bây giờ bắn giảm hồi máu là lấy cái gì mà hồi máu lại nè, Fenrir à. Fenrir tối thượng cũng vô ít. Bây giờ không hồi máu được thì làm sao mà có thể chống được. Đó. Đối thủ mạnh nhưng mà lòng tự ái cao thiệt, mình có thể đoán trước là bên kia nó thoát trận mấy thằng rồi đó. Ok, trận đấu ngày hôm nay thì nó cũng gọi là thành công, chung là ngày nay là tối 30 tháng 4. À không, mình là mình quay video vào buổi tối 30 tháng 4, nhưng mà do buổi tối mình không up được này, mình không có đăng lên được, cho nên sáng 1 tháng 5 mới đăng lên được. Rồi nó lại lắc nữa rồi. In ra băng, còn tôi là xài bé quê lửa. Hơi khó, hơi căng. Ở đây anh em nào có ra mà kiểm tra cái xưởng rồi này kia đồ thì được hết. Coi xưởng, coi nhiệm vụ đồ. Rồi chưa, được chưa? Được chưa, vô chơi nè, tôi hơi nóng rồi đó. Nay hai game win là tôi hơi nóng rồi đó anh em ạ. Chung hiện tại thì cái tình trạng mạng nó vẫn chưa thấy dấu hiệu nào là cải thiện anh em ạ, cho nên là tạm thời thì chúng ta chơi game offline. Chứ mình biết làm sao bây giờ. Giờ mà tôi chơi máy tính mà nó còn lắc như thế này mà. Chỗ nào lẹ? Lại đây, vô à. Một, hai, ba, bốn. Ừ, bốn người đủ rồi. Thêm tôi nữa năm. Ok rồi. Được không? Con nhà này mỗi lần xuống thì cái chân nó phải dậm xuống cái này mà. Làm như là nó phải chuẩn bị, nó phải khởi động á. Con Emoji đi dành trụ rất là kinh dị. Ôi Clan God, một ông Clan God đó là tập chơi. Rồi Emoji nó đáp xuống đây luôn. Mày nghĩ mày là ai thế? Nghĩ mày là ai vậy? Nghĩ mày là ai thế hả? Mình nhảy vào đó không ta? Thôi, cha nội tập chơi đó, chả gọi Titan á. Chưa chắc đâu nha, hơi khó đó.
Thôi à. Hay tính ra là vậy cũng được luôn hả? À, hai ông clan God lận. Ông này đang giữ trụ, còn thanh niên kia thì càng lên để gọi Titan. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu cách chơi rồi đó. Căng thiệt. Đáng lý ra là ông nên, ông Châu này ông nên gọi đó là con Revenant sớm. Đà này cha nội tập chơi đó, chả gọi con Titan ra cho bắn, phải gọi là nát bấy cái đội hình luôn rồi, lấy cái gì đâu mà đỡ nổi. Chà, meta rất nhiều anh em ạ. Meta rất nhiều và chúng ta chơi ẩu ẩu là chúng ta chết sạch. Trời ơi, coi nó kìa. Con Blackwing full súng này á, tại vì bây giờ Titan nó bị yếu rồi, Titan nó không còn RA nữa cho nên súng này bây giờ nó đang rất mạnh nha. Chơi cái này chết luôn. Mất trụ á, giữ trụ hơi khó. Có ai chạy đây không? Được rồi. Đâu rồi trời, hai con bé quê luôn anh em ạ. Ý lộn lộn, hai con Enfeo luôn nha, hai con Enfeo đạn đuổi luôn nha. Khó, giờ mình đi ám sát được thằng nào ám sát thôi, chứ để nhiều nhiều bé quê, nhiều Enfeo quá cái nó bắn một hồi nát tem hết. Giờ tranh thủ có con nào hay là mình gọi Titan luôn đi, được con Titan nào hay con Titan đó ra tăng cơ hỗ trợ team, chứ không là để Enfeo nó bắn một hồi nát hết. Anh em cũng nên gọi Titan đi ha, bây giờ thì chúng ta không nên nhây nữa rồi, nhây quá thành quá cố hết. Từ róc róc tăng đi róc ơi, một con bé quê nữa kìa, khó đấy kìa, rồi khó đấy. Con róc không chịu nổi anh em ạ. Róc này là róc cấp 100, cấp độ 120 nha, cho nên là cũng không thể nào mà đủ trâu để mà có thể đỡ nổi. Ây da, nó hồi khiên nữa rồi. Không chết kìa, nó có tàn hình. Tí xíu là con Enfer đó chết queo rồi đó. Dạ. Team có một con Newton đến từ vị trí của ông thơm hay gì đó. Tìm mất Titan nào đó. Để nó đi tới đây để giành trụ luôn kìa mấy chế ơi. Khó vợ mấy cha. Trời ơi, bác quyền nó bay đầy, ấy Enfer nó bay đầy trời luôn. Khó thiệt. Còn có con Newton thì nó không đủ uy hiếp. Rồi King cũng đã bay màu Titan rồi. Chuyện này khó rồi. Quá trời anh fail luôn. Khó 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 khó. Bây giờ bé quê lửa với lại Enfeo đang đuổi là bá đạo anh em ạ. Trừ mấy con Titan khác thì chơi hơi khó thiệt. Không có đường nào đỡ chứ. Thôi chúng ta nghèo hèn thì chúng ta phải chơi theo kiểu là nghèo hèn thôi. Được rồi, mang sang mình sẽ gọi con Enfeo ra anh em ạ. Tại vì bây giờ nếu như mà team mình không có Enfeo thì chắc chắn là không đỡ nổi đội hình bên kia đâu. Quá trời mạnh luôn. Bên mình thiếu hỏa lực rất trầm trọng. Nghĩa là mình phải gọi đó là Enfeo ra thì nó mới ổn được. Đang đuổi bây giờ nó đang là quái vật.
Đó ha, tí xíu mình ra mình thay đổi xưởng một tí. Thôi nếu mà tranh thủ đi, mình rời trận luôn đi. Rời trận ra mình tranh thủ mình đổi xưởng luôn. Mất công tốn thời gian anh em nữa. Nghĩa là mình cũng nên thử nghiệm đó là bộ close up lửa băng đổ trà nó tới nữa rồi đó, nhưng mà chúng ta cứ thử cái bộ này trước. Bộ này thì hiện tại nó cũng đang mạnh lắm nên là cũng không cần tới hay nếu mà lắp ba cái onslaught luôn thì sao ta, bây giờ không chơi RA luôn được không, giờ lắp bốn cái tăng đam luôn được không? Để coi là đam nó có thể gây ra được bao nhiêu ha. Lên anh em ơi, lên. Chơi luôn sợ gì. Tôi coi bốn cái onslaught nó có thể gây lượng sát thương kinh dị tới cả nào. Má nó. Mày lẹ giùm tao được không? Biết cái gì đâu không á. Vô nè. Vô nè, chơi thêm mấy trận nữa đi. Khó. Vô luôn anh em ơi. Lại đây, thay đổi một tí thành Titan 4 cái onslaught thử coi nó có mạnh không. Phải thử mới biết được. Bây giờ thì nhiệm vụ chúng ta là phải gọi Titan ra càng sớm càng tốt. Đi đâu lấy lại được cái lợi thế ban đầu ha. Ôi trời, nguyên cái clan kia luôn nha, đánh cẩn thận vào. Clan BNS. Con dê điện hả? Hà một con dê, hai khẩu súng điện, một khẩu tô xin, hai khẩu tô xin. Không biết là để làm cái gì. Mày chết chắc rồi. Ok, đã giết được nha, nhưng mà vẫn còn hai con nữa. Khả năng cao là đám này muốn gọi Titan đấy. Mà không biết là có gọi được hay không đây. Gọi được hay không còn chưa biết. Chứ nguyên cái đàn súng điện này thì ta sợ là mày chết trước đấy. Gọi nè. Vậy là chưa gọi được Titan nha. Tụi nó chưa gọi được Titan. Thất bại rồi, âm mưu thất bại rồi đúng không? Âm mưu là thất bại rồi. Sao mà gọi được hả? Đà này làm sao mà gọi được hả? Nó đâu rồi? Ôi gan vậy, dám dịch chuyển ra sau lưng tao luôn. Căng rồi đó. Đây thì hay rồi. Ôi bắt nó lại bạn ơi, bắt nó lại, đừng để nó lăn trụ. Dám ám sát phèn rìa luôn. Ám sát nè. Ơi, thằng Thái Phan nó chạy vô kìa, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Không có nhìn thấy không? Thôi được rồi, để tôi. Nó chạy vô đây là tới số rồi. Ok. Được rồi bạn ơi, để tôi lo. Con dê đó để tôi lo. Mình đợi lúc nó hết kỹ năng nha. Bắn đó bạn. Hỗ trợ tôi bạn. Đúng rồi đó. Ok, cản tụi nó lại, đừng để tụi nó giành trụ. Mình giữ trụ là nó phải cứng. Cứng ngắt. Ok. Bốn cái onslaught không thể nào đỡ nổi. Dạ. Coi mày đỡ làm sao với bốn cái onslaught của tao. Ôi bắt nó lại. Coi mày đỡ làm sao. Ôi. Máu giật như thế này. Sống hộ
Bắt nó lại bạn ơi, đừng để đó. Được rồi, để đi, để đi, để đi. Bốn cái on lao, bốn cái on lao. Mày có RA. Nó có RA, nó còn đầy máu, nó còn đầy RA. Ấy da. Dạ, nó còn một con bé queer nữa, trời ơi. Tính ra là không giết nổi con Kairos luôn, để nó lăn trụ nhiều quá. Được rồi, tao xử lý mày luôn. Con mày hồi máu cái gì? Lăn hộ tao cái. Tên em ơi, game này giữ trụ vẫn chưa nổi. Có một con Enfer nó đang ở đó và nó đang bắn tim mình quá ghê gớm. Rồi, xử lý con Enfer được không? Tôi bắn không cho nó hồi máu nè. Em có ai có Titan đồ này kia không, gọi ra để xử lý con Enfer đó coi. Rồi, nó chết chắc rồi. Bắn nó em. Mày bay hộ tao cái. Rồi ok, bắt tụi nó lại, bắt tụi nó lại, đừng để nó giành trụ. Bắn cái hiệu ứng giảm hồi máu thì làm sao mà hồi máu được, đúng không? Chờ chết, chờ chết đi. Vẫn còn lưu này nè, vẫn còn lưu với lại róc đồ này kia nhiều lắm. Bắn giảm hồi máu lại. Đúng rồi đó, rồi xong, tới một chuyện rồi. Coi hai con lưu này làm sao tụi mày chống nổi trước dạng hỏa lực Titan này. Đó, chết sạch rồi. Ok anh em ạ, được rồi đấy. Mình có thể gọi là bắn yểm trợ để mà không cho mấy con Titan nó hồi máu. Thì chắc chắn là ông King ổng lo được. Gì đây, đừng nói là... À, reset, reset. Tao coi mày đỡ bằng cách nào. Reset. Mình rất khoái bắn mấy con Titan này nè. Rồi xong, mày rớt xuống là mày tới một chuyện mày. Mình cứ canh mình bắn nó thử coi bây giờ nó hồi máu cái gì, đúng không? Canh bắn nó đâu hồi máu được. Rồi, ok, game này win rồi nha. Chung là clan kia nó cũng mạnh đấy, nhưng mà chưa gọi là gì đâu. Cái onslaught của mình bốn cái nó vẫn chưa mang lại nhiều quá nhiều tác dụng. Rồi em ạ, chắc là trận cuối cùng. Và ngày hôm nay đó là trận cuối cùng của chúng ta. Nhanh lên nào. Lâu vãi cả trưởng. Nhanh lên nào mấy bạn ơi, trời ơi. Ok, được rồi. Cỡ này thôi chứ cỡ nào. Trận đó, trận cuối cùng thì chúng ta tới công chuyện với tụi nó luôn. Ok. Đó. La la tôi cứ bị vậy anh em à, thoát trận ra cái nó bị á. NHT, ông NHT này giờ qua bên NHT này bây giờ qua bên clan N. Ủa mình mời lộn hả ta? Mời lộn người. Bạn Billy các bạn Billy Billy đó đó em. Bạn đó hình như là cũng kênh YouTube luôn hay gì á. Có luôn kênh hình như là đợt trước có giới thiệu Yae World Robot gì đó.
Rồi, đủ rồi đó, đủ đội hình nãy rồi đó. Còn thiếu ai không? Thầy ông nội rồi này kia rồi. Không vô thì thôi. Không sao, đủ 5 người thôi, 5 người chơi đủ rồi. Trận cuối. Thôi được rồi. Chung thì hiện tại bây giờ mình chơi mình cũng không cần tới Titan nhiều lắm đâu anh em ạ. Chủ yếu mình có súng rốt 2 cây của con Kuri là mình đủ gây áp lực rồi. Bắn rất là đau nha. Bắn mấy thằng kia phải gọi là khóc thét luôn á. Nãy giờ thua thua mỗi cái clan God hồi nãy. Ok, trận cuối cùng nha. Em chúng ta chơi cho nó thanh thản, cho nó bình yên nào. Let's go, let's go. Let's go. Trong đồ họa này phải gọi là cũng đẹp đấy, nhưng mà đồ họa nó mang tính chất tương lai nhiều hơn. Bên World of Tank kia thì nó lay gây là đồ họa nó khá là gần gũi với chúng ta, bởi vì nó mang bối cảnh năm thời trước. Từ nha, để bắt mấy thằng này lại trước. Trời đất ơi, lướt hay quá, chết queo luôn rồi. Để mình đi phá mấy thằng này trước đây. Rồi, trận này không có clan rồi anh em ơi. Đà này thì mình có thể lo được ha. Tôi chỉ mượn bạn để tôi tiếp cận cái mục tiêu bên này thôi, chứ tôi cũng không có ý định gì khác đâu. Thằng Erebus này vẫn chưa nhìn thấy hả? Tới chừng nhìn thấy là đã quá muộn rồi. Rồi, thằng này nó phay ship là nó tự nó bỏ cái trụ ra luôn rồi. Hay quá luôn rồi. Ok, tôi rất thích những người mà sẵn sàng bỏ trụ để mà giữ mạng nha mấy bạn á. Lúc đó rất dễ dàng cho tôi. Ok, tôi càng tới cái trụ này rồi đó, mấy ông có thể hỗ trợ được hay không? Nhưng mà đây hình như là chiếm cứ. Không sao, chiếm cứ vẫn chơi được. Tưởng đâu tấn công cấp bách thì mình còn gọi bot xuống đó được. Nói chung là mới vừa chết con Revenant này thì ông Châu ông dịch chuyển tới một con Revenant khác. Làm sao bên kia nó đỡ nổi đúng không? Trời, thêm tí đam cho anh em bắn chơi. Tâm đây, mấy thằng đó để tôi. Ok, game này có thể là win rồi nha anh em. Game này khá là dễ, cũng không có gặp clan bên kia. Ổn rồi. Ôi trời ơi, ác, mấy cha nội bắn ác quá. Ok, có thể là game này win rồi, không còn quá nhiều sức lực ha, dễ rồi. Ok, ở video này tới đây cũng kết thúc rồi, hẹn gặp em vào những video sau nha.